Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ hôm nay đến sáng mai thì mưa sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế với tổng lượng mưa dự báo sẽ là từ 50 đến 150 mm. Mưa không quá lớn nhưng những người dân ở khu vực quanh sườn đồi núi ở Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế thì cần phải hết sức cảnh giác vì khả năng sạt lở đất xảy ra là rất cao, đặc biệt là những nơi vừa chịu liên tiếp các đợt mưa lũ vừa qua và nằm trong vùng mưa ở Nghệ An sẽ có mưa nhiều trong hôm nay và ngày mai, mưa vừa và mưa to. Mưa có thể kéo dài sang đến cả ngày thứ ba, lưu ý là trong mưa sẽ kèm theo cả rông gió mạnh. Quý vị cần phải hết sức lưu ý ở ngoài trời, còn về nhiệt độ trong 3 ngày cao nhất sẽ khoảng 26 cho đến 29 độ trời mát. Đến tối và sáng sớm thì sẽ thấy lạnh khi nhiệt độ hạ xuống còn 20 cho đến 21 độ. Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ có mưa từ chủ nhật cho đến thứ ba, có ngày có mưa vừa và mưa to mưa cũng giúp cho không khí dịu mát, nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày chỉ dao động từ 27 cho đến 29 độ, ngưỡng mát. Còn với Tây Nguyên thì trong ngày hôm nay cũng có mưa, mưa chủ yếu là xảy ra về chiều và chiều tối và trong cơn rông khả năng kèm theo cả lốc xét và gió giật mạnh. Còn trước đó, trong ngày trời vẫn sẽ có nắng đan xen mây, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố sẽ không nơi nào vượt quá 30 độ. Nếu đến với Buôn Ma Thuột trong hôm nay và hai ngày tới thì thời tiết tương đối ổn định, ban ngày thì đều có nắng và cường độ nắng thì không quá mạnh. Không khí ở vùng cao nguyên thì rất dễ chịu và nhiệt độ vào khoảng 28 cho đến 29 độ. Mưa rông sẽ chỉ xảy ra về chiều tối trong ngày hôm nay và ngày thứ ba nhưng lượng không quá lớn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong những bản tin thời sự tiếp theo.